sướng sau khi mà mình cắt xả tàn xong, thường là nó sẽ gặp cái trường hợp là những cái cành nó mọc nó không có đều nhau, thường là nó sẽ có một cái cành nó vượt lên rồi nó ép cái cành còn lại, nó sẽ nhỏ, nó sẽ bị chai cành đó, đa số là như vậy. Nó ở đây chỉ có cành này là hai cái nhánh nó đều, nó phát triển đều nhau, còn đa số là nó có một cái cành nhỏ và một cành lớn. Cái này thì mình không có xử lý. Rồi hôm nay mình chia sẻ với tất cả mọi người là cách xử lý cái tình trạng này để cho hai cái cành nó phát triển cho nó đều nhau. Rồi mọi người xem tham khảo nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì ở đây mình có một cây sứ mà sau khi cắt xả tàn xong là nó mọc cành như thế này. Có một số nè, nguyên cái bảo tàng đó nè, có một số cành nó phát triển, nó khỏe, nó phát triển nhanh mạnh đó, có một số cành nha. Còn một số cành thì nó yếu hơn, đây những cành này nó yếu hơn, nó bé hơn. Thì hôm nay mình ra mình cắt tỉa, mình xử lý lại cây này, mình hãm lại những cái cành này cho nó phát triển chậm lại, rồi mình dưỡng những cái cành bé này cho nó phát triển cho kịp, cho bằng những cái cành này, để cho cây sứ mình nó có bộ tàn, nó đều, cái cành nó to, nó đều nhau. Rồi nếu như mà cây này mình không xử lý thì sao? Thì những cái cành này nó phát triển càng ngày càng mạnh, rồi những cái cành này, những cái cành bé này nó sẽ không xử lý, mình để càng lâu á là những cái cành này nó sẽ chai lại. Nó chai lại thì nó y như nó già cành, rồi nó không có lớn được, nó chai luôn, là nó bé luôn, là cây sứ của mình cái tàn nó sẽ không đều nhau luôn. Thì cái cây này lúc trước là mình đã cắt tỉa chòi sơ rồi, là những cái cành nào mà chòi nó nhiều á là mình đã cắt tỉa sơ một lần rồi, nhưng mà qua thời gian thì nó cũng phát triển như thế này thôi, có cành to cành nhỏ hơn. Bởi vì sứ á là nó phát triển rất là nhanh, rất là mạnh luôn, là cái lúc là nó phát triển mạnh nhất là lúc là mình mới vừa ghép bo hoặc là mình mới vừa cắt xả tàn á, thì do nó phát triển nhanh á thì những cái cành nào nó phát triển trước, nó phát triển khỏe thì nó sẽ tranh chất, nó dữ hơn những cái cành mà nó yếu hơn. Cho nên là mình phải xử lý, mình hãm lại những cái cành khỏe đó để cho những cái cành mà nó yếu hơn á nó phát triển cho nó kịp, cho nó đều tàn với nhau. Còn nếu như để tự nhiên thì nó không có đều đâu. Cây sứ thường là vậy á, có những cái cành nào nó khỏe thì nó phát triển rất là nhanh, nó ép chai cái cành còn lại luôn á, bé suy luôn. Rồi hôm nay mình ra mình cắt tỉa, mình xử lý lại cái cây này, rồi mọi người xem cho vui nha. Rồi hiện tại thì bây giờ nó kêu nhiều quá, nay vô mùa hè rồi, nó kêu từ sáng giờ mình canh cho nó ngừng kêu, mà nó cứ kêu hoài, mình không biết khi nào mà nó bớt kêu nữa. Cho nên là mình quay mấy bạn nó ồn á, rồi mấy bạn xem cũng thông cảm nha. Rồi thì mình sẽ nói sơ qua cái cách mà mình sẽ xử lý cho những cây này, là mình sẽ cắt lá bớt trên những cái cành mà nó phát triển quá mạnh như thế này, mình sẽ cắt lá bớt. Còn những cái cành mà nó còi hơn nè, nó bé hơn là mình giữ nguyên lá lại, mình không có cắt lá nha. Thì ở thực vật á là nó khác động vật, con cái là ở động vật nó có tim, là cái hệ tuần hoàn á, là nó tim nó đập, nó sẽ mang oxy và dinh dưỡng tới để nuôi tế bào. Nó còn ở trên thực vật thì nó không có tim, thì nó có cái lực hút từ sự thoát nước từ lá nè, thoát nước từ lá rồi nó thoát ra thì nó sẽ tạo thành cái lực hút dinh dưỡng, hút chất dưỡng chất tới để nuôi cành. Thì mọi người quan sát những cái cành mà nó phát triển quá nè, nó là cành nó to, nó lá nó dày đặc, nó nhiều hơn những cái cành mà nó còi hơn rất ít lá. Mình để càng lâu thì bộ tàn bộ lá nó càng nhiều, thì nó sẽ càng phát triển càng dữ càng mạnh nha. Cho nên là mình sẽ kìm hãm cái sự phát triển của nó lại, là mình sẽ cắt bớt lá nó đi để cho nó hút chất nó kém lại, hút chất nó yếu lại. Rồi mình sẽ sau khi xử lý lá xong là mình bón phân, mình phun thuốc đồ cho những cái cành kia nó phát triển kịp theo những cái cành này nha.
Thì bây giờ mình sẽ ngồi đây mình cắt bớt lá của những cái cành này đi, những cành phát triển mạnh đi. Thì mọi người nên cắt nha, dùng cái con dao lam hoặc con dao bén mình cắt. Chứ mà mình những cành này non mà mình cầm lá mình giật á, giật thì nó cũng được, nhưng mà nó những cái phần non, những phần non như trên đây mình giật thì nó rất là dễ dập, mà cây sứ mà nó dập là nó úng cành nó hư, cho nên là cứ ngồi cắt từ từ. Ở đây có một con sâu nó tạo thành cái kén luôn đây nè, không biết con sâu gì, cái kén nó khá là bé. Rồi cứ cắt, mình cắt bỏ cũng không cần bỏ hết đâu, mình chừa vài lá non nữa các em thôi. Cách xử lý nó cũng đơn giản thôi. Rồi mình chừa lại như thế này thôi, rồi cắt hết luôn, cắt hết những cái cành mà phát triển mạnh nha, chứ không phải là cắt hết luôn nha. Hiện tại thì nó khá là ồn á, để mình cắt hết rồi mình chia sẻ tiếp nha. Rồi mình cắt tỉa xong rồi nè, thì những cái cành nào mà nó phát triển quá luôn á, quá mạnh á thì mình cắt chừa ít lá lại thôi, còn những cái cành nào mà vừa á là chừa lại nhiều lá hơn một xíu đó, như những cái cây này. Còn những cái cành nào mà quá bé thì để nguyên lá nha, thì không phải cắt như thế này là mình để mình là xong đâu nha. Bởi vì cắt xong mà mình không bón phân cho nó thì đâu có được, thì nó đâu có chết đâu mà những cái cành này nó hút lên, cho nên là mình phải cắt tỉa xong bộ lá thì mình sẽ bón phân vô cho nó. Rồi ở đây mình bón phân hữu cơ nha, ở đây mình sử dụng phân của Úc nè, cái này mình chia sẻ với mọi người cũng khá là nhiều rồi. Mình sẽ bón phân cho nó, cắt xong phải bón phân luôn liền luôn nha, thì để những cái cành mà nó có lá nó ăn vô nó khỏe thì sứ nó cũng nhanh lắm. Coi nó cái lúc mà mình chưa xử lý á, là nó yếu hơn vậy thôi, chứ cái lúc này cái gọi là lật ngược tình thế rồi đó. Rồi cái này gọi là đảo ngược chiều rồi, đảo ngược cuộc chơi rồi đó, là bây giờ cuộc chơi là dành cho những anh này, còn những anh này là bây giờ là dừng cuộc chơi rồi đó, nó chậm hơn, chơi yếu hơn rồi đó. Rồi thì sau khi bón phân xong thì cái cây này mình sẽ phun đạm úc cho nó nữa, phun đậm úc cho những cái cành này thôi. Mình lựa những cái cành này mà mình phun. Rồi thì đậm úc á là nó rất là tốt, cây hấp thụ rất là nhanh luôn. Thì đậm úc nó sẽ kích thích nó hấp thu vô thì cành nó sẽ mập ra và lá thì nó sẽ dày, nó to hơn và nó kích cái chòi nè. Những cái chòi này nó sẽ ra nhanh hơn, khỏe hơn thì nó sẽ vượt kịp những cái cành này thôi. Nó thì bây giờ mình không có phun đạm úc bởi vì mình mới vừa cắt lá nè, nó còn nhựa còn ướt á, với lại bây giờ là buổi sáng thôi, buổi chiều mình phun các loại mà thuốc dưỡng cành nữa, dưỡng cành dưỡng rễ đó thì nên phun vào buổi chiều mát nha, cây nó hấp thụ mới tốt, hấp thụ mới lâu và tốt hơn là mình phun mới về sáng vô. Mình phun mới về sáng vô phun cũng được, nhưng mà cây nó ăn thời gian nó ăn nó ít hơn, chỉ vài tiếng à. Rồi nói chung là cái cây này, cây sứ mình xử lý như thế này là ok nha, những cái cành này nó sẽ nhanh, rất là nhanh phá mà kịp theo những cành này thôi. Rồi đây là cái cây sứ sau mười mấy 20 ngày mình xử lý nè, bây giờ thì những cái cành này nó vượt lên, nhìn nó muốn xem với những cái cành này rồi. Những cái cành mà hôm bữa mình để nhiều lá nó phát triển nó yếu hơn, mình để nó nhiều lá hơn những cái cành này á nè. Cành này hôm bữa là nó rất là yếu, nhưng mà bây giờ so lại với cái cành này nè, cành này hôm bữa là nó phát triển rất là vượt, nó vượt lên so với những cái cành này, nó vượt lên rất là nhiều. Những cái cành mà ít lá như thế này nè, đó là nó vượt lên rất nhiều, nhưng mà bây giờ so lại nè, nó bây giờ nó phát triển còn kém hơn cái cành này nữa. Còn những cái cành này thì bây giờ là nó chỉ 70-80 thôi, nó chưa có bằng, nhưng mà thời gian mình để lá như thế này thì khoảng 2-3 tuần nữa là nó sẽ bằng như những cái cành này nha.
thì cái cây này là chỉ là cái cây nguyên liệu thôi, còn mình xử lý trên những cái cây sứ ghép thì nó cũng như vậy thôi. Khi mà nó còn nhỏ mình xử lý thì nó sẽ tốt hơn, đừng có để mà quá già quá dài nha. Thì mình cứ cắt bớt lá cái cành nào nó phát triển vượt bậc quá thì mình cắt bớt lá nó lại, thì nó sẽ hãm cái cành lại và cái cành kia thì nó phát triển lên nha. Đó, cây này bây giờ thì cơ bản nó một thời gian nữa thì nó sẽ đều tàn lại à. Rồi thôi, chào tất cả mọi người nha, hẹn mọi người ở những video sau của mình nha.